với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác sửa chữa các tháng cuối năm. Trong tháng 4 năm 2021, công ty EPS tập trung đào tạo phát triển nhân sự ở các nội dung như chỉ huy tín hiệu cầu NDT, hàm 3G, 6G, quản trị nhân sự theo mô hình quản lý tập trung. Đặc biệt, công ty EPS rất quan tâm việc đào tạo lực lượng chỉ huy công trường. Đây được xem là đội ngũ nòng cốt để tạo ra giá trị gia tăng của EPS. AMS là chương trình đang được công ty EPS tập trung triển khai thực hiện trong tháng 4 theo chủ đề chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chương trình này nhằm thu thập và truyền dữ liệu các nhà máy điện về trung tâm giám sát phục vụ công tác chẩn đoán tình trạng thiết bị được EPS ứng dụng tại nhà máy điện Vĩnh Tân 2 từ tháng 7 năm 2020. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ dữ liệu của nhà máy điện Vĩnh Tân 2 đã được kết nối và truyền về hệ thống máy chủ tập trung đặt tại văn phòng công ty EPS. Từ các dữ liệu thông số truyền về, các chuyên gia kỹ sư công ty EPS có thể đánh giá chẩn đoán bất thường của thiết bị để lên kế hoạch sửa chữa hợp lý. Tháng 4 cũng là tháng cao điểm của công tác chuẩn bị cho các dự án sửa chữa diễn ra vào cuối năm, đặc biệt là công tác mua sắm vật tư thiết bị. Hiện tại, công ty EPS đang gấp rút tập trung cho công tác mua sắm vật tư các dự án trung tu tổ máy F1 nhà máy điện Vĩnh Tân 2, trung tu tổ máy F3, đại tu tổ máy S2 nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, đại tu lò 11-12-13 và ST14 nhà máy điện Phú Mỹ với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng. Theo ghi nhận, trong quý 1 năm 2021, các tổ máy nhà máy điện Vĩnh Tân 2 và Vĩnh Tân 4 được huy động cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải phía Nam, đặc biệt tăng cường cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với mục tiêu đảm bảo các tổ máy vận hành tin cậy, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý 2 năm 2021, nhiều giải pháp đã được công ty EPS phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện như công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị tại nhà máy, luôn đảm bảo nhân sự đầy đủ, đáp ứng công tác sửa chữa 24/24, lập lịch trực tăng cường để đáp ứng nhanh công tác xử lý đột xuất sự cố, có giải pháp kỹ thuật riêng cho từng hệ thống ảnh hưởng đến công suất môi trường như hệ thống tua bin máy phát, bàn thể lò, máy nghiền than, hệ thống nước tuần hoàn kín hở, hệ thống thu cho thải cho, phối hợp với nhà máy dự trù các vật tư cho các cụm thiết bị quan trọng, đáp ứng nhanh công tác xử lý sự cố và sửa chữa thường xuyên. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4, công ty EPS tham gia hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động năm 2021 do Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với sự đầu tư tập luyện bài bản, công ty EPS đã mang đến hội diễn 5 tiết mục bao gồm hợp ca hành khúc người công nhân điện, múa độc lập nhật ký người thợ sửa chữa, tam ca bài ca người công nhân EPS, đơn ca nam bài khát vọng, tốc ca bài Việt Nam dấu yêu. Vượt qua 17 đội thi, EPS đã xuất sắc mang về một giải nhì cho hạng mục múa độc lập, hai giải khuyến khích cho tiết mục hợp ca và tốp ca. Kết quả này đã mang lại giải ba toàn đoàn cho công ty EPS. Ngày 29 tháng 4, Ban chấp hành Liên chi đoàn công ty EPS phối hợp với Ban chấp hành đoàn phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ thực hiện bàn giao công trình thanh niên, nhà chờ đưa đón học sinh tại trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ. Công trình nhà chờ đưa đón học sinh có 2 dãy lắp đặt ngay trước cổng trường Võ Văn Kiệt, tổng diện tích 36m², có mái che với băng ghế ngồi, thời gian thi công 7 ngày với tổng kinh phí là 30 triệu đồng do công ty EPS tài trợ. Trong đó, toàn bộ phần gia công vật liệu thi công lắp đặt do đoàn viên thanh niên phân xưởng sửa chữa cơ nhiệt Phú Mỹ và phân xưởng sửa chữa gia công phục hồi EPS tự thực hiện. Nhà chờ đưa đón học sinh trong một cái dịp mà chào mừng lễ kỷ niệm 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 hết sức có ý nghĩa, giúp cho học sinh trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt có một cái chỗ đứng trong lúc chờ bố mẹ đến đón, che nắng che mưa, đảm bảo được cái an toàn về tính mạng của các em. Là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đó là chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đề ra của EVN hàng năm là hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có lãi, phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân từ 8 đến 10% trên năm, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định,
phấn đấu giảm tổn thất điện năng về mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN, nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2025, EVN sẽ hoàn thành chuyển đổi thành doanh nghiệp số. Phấn đấu từ năm 2025 trở đi, nằm trong các nhóm nước ASEAN 3 về dịch vụ khách hàng và duy trì vị trí này trong suốt giai đoạn đến năm 2045. Để đạt được mục tiêu đề ra là xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xác định 5 lĩnh vực trọng tâm để thực hiện chuyển đổi số bao gồm kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi các trung tâm điều khiển nhà máy điện, các trạm biến áp thành trung tâm điều khiển số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới cải tiến quy trình quản lý và vận hành hệ thống điện, nâng cao độ an toàn, tin cậy và cải thiện hiệu suất vận hành, kinh doanh dịch vụ khách hàng, xây dựng nền tảng phân phối kỹ thuật số các ứng dụng chung, đẩy mạnh chất lượng cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, các yêu cầu khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng được tiếp nhận và xử lý tự động và từng bước hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu định danh khách hàng. Đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực quản lý các dự án, hoàn thành cơ sở dữ liệu số của các dự án, đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, thiết kế khảo sát các công trình bằng 3D, ứng dụng hệ thống giám sát thông minh trên các công trình xây dựng. Quản trị, thống nhất hệ thống và phòng số Digital Office, trang bị hệ thống làm việc từ xa và họp trực tuyến, xây dựng quy trình trao đổi thông tin trực tuyến, kết nối liên thông thông tin trong nội bộ tập đoàn giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, ngân hàng. Công nghệ thông tin và tự động hóa, xây dựng nền tảng và kiến trúc công nghệ thông tin, hệ sinh thái số linh hoạt, tăng cường khai thác tối đa các dịch vụ, dữ liệu dùng chung, đẩy nhanh quá trình xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với 5 lĩnh vực trọng tâm này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác định mục tiêu sẽ chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa trở thành số hóa, các hoạt động còn thủ công chưa chủ động thành tự động, áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số, gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động trong tập đoàn.